Lại có thêm một mẫu xe hàng tuyển bên em vừa mới nhập về được cho các bác tham khảo nhá. Một chiếc xe em khẳng định nếu mà cùng đời gần như không có đối thủ trên thị trường. Và trong hơn 15 năm làm nghề của em thì chưa mua được chiếc xe nào nếu mà để độ chất cho với tầm tiền cùng với em này thì khẳng định là chưa mua chiếc xe nào nó cứng hơn chiếc xe này nhá. Nên là các bác sở hữu và thì quá yên tâm về chất lượng. Dàn lốp thì còn rất là mới luôn nhá. Lốp mới cả dàn luôn. Gầm bệ không mù mọt và chạy chắc lịch như bê tông luôn. Đấy, em đã test hơn 200 cây rồi. Xe vận hành rất là ổn định và cực kỳ chắc xe. Và mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này thì cực kỳ tốt rồi, không phải bàn cãi rồi, loanh quanh 6 lít quay đường trường thôi nên là các bác đi lại thì rất là yên tâm. Chạy dịch vụ cũng ổn luôn các bác nhá. Dòng này thì chạy dịch vụ quá ổn luôn. Máy Nhật thì nồi đồng cua đá rồi. Đấy, không phải bàn rồi các bạn, gầm bệ không mục ngoặt thế nào các bác nhá. Chiếc xe này thì thân vỏ keo chỉ zin cả xe, cột kèo zin, kính zin. Đấy. Gầm bệ không có mục ngoặt các bác nhá. Gầm bệ không mục ngoặt tí nào luôn. Nội thất thì dòng này thì rất là rộng luôn nhá, rộng nhất phân khúc. Đấy các bác nhìn ngồi rất là thoải mái luôn nhá. Và có thêm cửa gió điều hòa sau nhá. Đấy, chiếc xe này là bản đủ nên mới được trang bị đầy đủ như vậy. Đấy, bản chiếu thì không có mọi người nhá. Một mẫu xe đến từ thương hiệu Nissan Nhật Bản, Nissan Sunny. Có năm sản xuất 2015, phiên bản số sàn máy 1.5 nhá. Đấy, với mức tiêu hao nhiên liệu loanh quanh 6 lít thôi. Đấy, bác nào yêu thích em nó thì cứ alo cho em nhé. Số hotline 0354 152 888 ạ. Địa chỉ xem xe là Kinh Môn Hải Dương này nhá. Đây. Chiếc xe này thì các bác lấy thì quá yên tâm về chất lượng nhá. Bảo hành nửa năm động cơ các bạn ơi. Đây, máy zin. Đấy, con này thì khẳng định là cực chất luôn. Đấy, phần máy đây em sẽ cho mọi người tham khảo để cả nhà có thể hiểu rõ được hơn về chất xe nhá. Máy thì êm ru luôn mọi người nhá. Máy thì rất là thì thầm. Đây các bạn. Đây. Máy zin nhá. Ra mỗi dàn của nó còn lại là máy vẫn zin. Đấy. Đây. Con này thì máy đây. Và máy nổ cực kỳ êm nhá. Đấy, động cơ 1.5 mới tầm tiền 170 triệu đồng cho chiếc Nissan Sunny 2015 số sàn bản đủ này. Đấy, mọi người quan tâm đến xe thì cứ liên hệ hoặc inbox trực tiếp cho em nhá.